nhìn điện thoại nhá. Ngoài chơi. Đi thăm dứa. Đấy, đấy. Cái này còn khó hơn là đi trên cầu khỉ. Bọn em ở trong Nam ấy là đi thỉnh thoảng thăm đồng, trong đi qua cầu khỉ. Giống nhiều nhỉ. Trồng độc đưa về đây. Cơ mà nếu dưa chúng em mà nổi lên thì dưa các bác bán không bằng chúng em được. Chỗ này khó này. Bởi vì là nó đây nó ngọt lắm mày. Với cả là nó do cái móng cái vận chuyển đấy anh. Vâng, vận chuyển thì toàn nữa. Nên là toàn cắt non. Vâng.